quả năm học 2009-2010 ở các bậc học. Bậc học mầm non có 9 lớp bằng 131 học sinh, tiểu học có 38 lớp trong đó 7 điểm kép bằng 226 học sinh, trung học cơ sở có 8 lớp bằng 163 học sinh. Cộng như vậy là toàn trường năm học trước của chúng ta đã có 55 lớp và 520 học sinh. Công tác chuyển lớp, chuyển cấp đạt 100%, trong đó học sinh giỏi chiếm 5,1%, học sinh tiên tiến là 15,6%, cháu ngoan Bác Hồ đạt trên 80%. Toàn trường có 09 thầy cô giáo đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 4 thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, 20 thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở, 3 tổ đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến, 4 học sinh giỏi cấp tỉnh, 10 học sinh giỏi cấp huyện. Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, xếp thứ nhì cùng các trường vùng cao và miền Trung. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng như các hoạt động khác được nhà trường thực hiện một cách có hiệu quả tương đối là tốt. Phần thứ hai là tình hình năm học mới về thuận lợi. Ngay từ đầu năm học, phòng giáo dục đào tạo và ủy ban nhân dân huyện đã bổ sung đủ giáo viên cho nhà trường. Đội ngũ giáo viên từ bậc học tiểu học đến trung học cơ sở đã tích cực tham gia bồi dưỡng chuyên môn hè có chất lượng cao. Chính quyền địa phương tạo điều kiện quan tâm đến công tác giáo dục trong trường. Khó khăn, Đồng Lâm là một địa bàn, là một xã địa bàn rộng có nhiều cơ sở dạy học ở cấp tiểu học. Về tình hình học sinh, do chân trí nhân dân chưa được cao, một số bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về công tác giáo dục, cho nên họ chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình, dẫn đến tình trạng học sinh chưa xác định được đúng động cơ học tập, thái độ học tập còn yếu, điều kiện kinh tế của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc tác động đến việc học tập của con em mình còn nhiều hạn chế. Hiện tượng học sinh ngại đến lớp vẫn còn diễn ra ở các cơ sở trên địa bàn toàn xã. Về cơ sở vật chất còn thiếu thốn như các phòng học, phòng chức năng cũng như phòng thiết bị dạy học. Phòng học cho các lớp tiểu học ở một xã đã xuống, ở nhiều cơ sở trong xã đã xuống cấp như bằng bàn, đồng trà, đều thơm, đồng bé, đều đọc. Do vậy, việc bảo quản thiết bị học còn